rồi mai mốt mà ha, rồi cái nó đẻ ra Vĩnh Long thu, đẻ ra chỗ này chỗ kia thu. Em nói đi từ Hà Nội mà về tới mũi Cà Mau tiền phí á còn nhiều hơn tiền xăng tiền dầu. 20 phải không? Rồi 21. Chơi tiền lẻ không lấy, chơi tiền lẻ không lấy à. Qua bản tôi rước vợ tôi ngồi cái tôi quay về cái bị thu nữa, đâu có được. Yeah.